Ok, hello, xin chào tất cả anh em nha Hôm nay uh, mình làm clip này về vấn đề về Nôm na vấn đề lợi tức và vấn đề boss, danh tướng, tất cả kiểu Tại vì mình nhận được một số câu hỏi của một số anh em Có gửi qua facebook của mình là Boss như thế nào là chân thân Và như thế nào là phân thân Phân chia như thế nào, boss danh tướng ấy Còn lợi tức thì sao thì thế này, sao thế nọ, sao thấp, sao cao, tất cả kiểu Thì hôm nay mình sẽ nói luôn Cái vấn đề này thì... Mình nghĩ ai tất cả mọi người ai cũng đều thắc mắc về vấn đề này thôi. Vấn đề này vạn người thắc mắc mà chưa bao giờ có câu trả lời hết. À thì đây là cái à clone của mình nên à, không có gì mình tiện tay thì mình quay thôi. Nên đừng có để ý nha. Ngoại trang đẹp không? <laughs> thì à, ví dụ nha. <laughs> về danh tướng đây, boss, ban mình là ban Lương Sơn đây. Ban mình ăn hôm nay là Triệu Vân. Lý Nguyên Bá Kinh Kha, đấy. Ban mình ăn được 3 boss 2 Nhưng mà lợi tức của ban mình á full, full đá hồn. Full uh, lệnh bài, lệnh bài là kể luôn cả trục lộc lệnh nào kia. Trục lộc của danh tướng lệnh nào kia. ấy Rồi những cái đồ gia viên là full hết. Nhưng không có một con beast nào cả. So với uh, tất cả các ban khác thì ban mình hơn hẳn họ tại vì ban mình ăn luôn đứt cả ba con bot 2s này còn những con bot này để chia cho cả các bạn khác nói chung á, thì cái này là sự may mắn hôm nay may mắn thôi may mắn thôi chứ không phải là không hẳn hôm nào cũng ăn được ba bot 2s đâu thì như hôm nay á, thì ban mình chả có con đồng hành nào cả thì vấn đề lợi tức này á nói chung cho cả tầng thủy hoàng nói chung cho cả cho cả công hành chiến luôn là nếu về full nó nếu về ta gọi là full lợi tức á, là nó sẽ rơi ra đủ số lệnh bài quy định đủ số đá hồn quy định đủ số vật phẩm phòng gia cụ quy định thôi còn đồng hành hay là không đồng hành cái đó là một sự random của admin vina game nó hơn thì nó ra đồng hành còn nó không hơn thì nó không ra đồng hành cái này mình cũng không trách móc được ai cả đó là một cái random rồi Ví dụ ban mình đi ăn nhiều bot như thế Nhưng mà ban mình cũng trả được con đồng hành nào Nhưng mà một cái ban clone nào đó Vào khiều bot một cái thôi Nhưng nó lại ra đồng hành Đấy Đó là mình không có trách được ha Giống như hôm nay này Hôm nay ban của mình mất tương dương Tại vì sơ suất nhỏ một tí xíu về thời gian Nhưng mà ngược lại Cái ban tàn sát có tương dương Thì lợi tức là bèo bọt Không có một con đồng hành nào cả Chỉ có mấy chục lọc thôi mấy chục lục lệnh thôi tính ra lợi tức mọi người cũng có trăm mấy à trả được bao nhiêu là ban là cái ban công được tương dương ấy còn ba ban nhưng mà ngược lại á cái ban này không ai công hết giữ cái thôn không có giữ cái thôn họ bỏ thôn họ lên tương dương chơi xong những cái phút cuối họ quay về thôn của họ cũng trả ai công họ thì họ lại được hoàng nhân hồng liệt bét 3 s đấy và thằng bạn mình top hai lực chiến nó mua luôn nó vừa mở ra khá là ngon nó khá là may mắn nó tẩy ba lần là ra được như thế này skill khá là đẹp và kỳ tài là con hoàng nhân hồng liệt hôm nay kẹt của mình đã có khoảng 25 mươi vàng rồi định hôm nay là ban mình có bet là ban mình đấu đấy nhưng mà xui là ban mình không có đấy là lợi tức là random nó hên xui anh em ơi nên không có đừng anh em đừng có phàn nàn và lợi tức nữa đấy đó là cái phần lợi tức ha <laughs> cả về tầng thủy hoàng luôn nha anh em tầng thủy hoàng ban mình á có khi là top 1 đam top 1 đam luôn nha ăn ba boss nhỏ và hai con tầng thủy hoàng chính nhưng rốt cuộc chả có đồng hành chả có đồ phổ đủ vũ khí luôn chỉ có đồ phổ của phòng cụ là đồ phổ bậc một này là mấy cái um, nón hộ quyển đai hoa này cũng đâu nhiêu tiền đâu đấy được cái đó với lại mấy viên đá hồn rồi này nọ tức trả được bao nhiêu trong khi top 1 đam ăn bot lại nhiều hơn so với ba người khác còn cái bang á còn cái bang nhỏ nhỏ mấy cái bang thấp thấp dưới này này mấy cái bang mà top dưới này này đấy 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 thì lại vào gõ một tí cái ăn bot nhỏ thôi lại ra bét Tần à, thủy hoàng có khi đủ hộ vũ khí cho đó cũng không có góp ý được với, với vina game được cũng không có cách nào nói hồi đó giờ vậy rồi kiểu như là random rồi Best là random hên xui rồi không phải là bạn bạn mạnh hơn người khác, bạn VIP hơn người khác, bạn mạnh hơn, bạn ăn nhiều boss hơn hay đa bạn to hơn Là bạn có được best đâu, cái đó là không đâu nha Nên đừng có phàn nàn Còn cái việc mà boss chân thân với boss phân thân á Danh tướng á Thì um, có người thì bảo á Con nào máu, con nào máu trâu nhất thì con đó là chân thân Con nào vũ khí sáng nhất thì con đó là chân thân Đấy. còn nhiều cách mà có nhiều người họ đưa ra để phân biệt bot chân thân với phân thân á, mình thấy á, mấy điều đó không có cơ sở và mấy điều đó là mình không nói gì mà mình mình nói là mấy điều đó là nó không đúng với sự thật, không có cơ sở, tại vì á, bot chân thân phân thân nó cũng random anh em à, có hôm á cái con chân thân lại chết nhanh hơn là con phân thân, cái việc mà máu của bot nhanh hay chậm á không phải là quyết định ở chân thân hay phân thân mà là quyết định là con hôm đó là hệ gì con hơn cái con đó đó ở góc bên đó đó ví dụ là con góc 3 giờ với 9 giờ đi mà con 9 giờ nó lại chết lâu hơn con 3 giờ mà cũng mà chưa chắc nó là phải là nó nó là phân, nó là chân thân đâu đúng không mà có khi nó lại là phân thân nó lại chết lâu hơn phân thân hay chân thân ấy tại vì sao tại vì boss chết trước là sao là có nhiều yếu tố lắm Boss nó hệ gì bao nhiêu người đam và những người đam nó khắc hệ với nó như thế nào cái lượng đam của hôm đó như thế nào không phải 10 lần bạn đam danh tướng đều số đam nó y gan vậy đâu có hôm thì 10 người có hôm 9 người có hôm thì 10 người hệ thủy có hôm thì 9 người hệ thổ chẳng hạn ví dụ vậy nó ngủ hành tương khác nữa các bạn nên cái việc mà bó chết sớm bó chết muộn á để mà phân biệt chân thân là phân phân thân á là điều đó là điều không thể điều đó mình thấy là vớ vẩn á còn về vũ khí nó phát sáng hay là vũ khí không phát sáng ồ thôi thua Đến nỗi bây giờ mình chơi tới server của mình Tất cả mọi người luôn không những này Chơi tới server của mình bây giờ là 110x rồi Và trước đó cũng đã có chơi rồi Chơi nhiều rồi Và vẫn thua Chào thua và cái việc phân biệt bot chân thân và phân thân ha Tổng kết lại rút ra một câu thôi Những cái đó là random Hên xui Không có cái tính nào Hay là không có một cái cơ sở nào Để phân biệt được hết Ha các bạn Rồi ok Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Bye bye các bạn.